yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tổ chức cho khách hàng đăng ký thông tin thuê bao chính xác, tiến tới đảm bảo thông tin chính chủ, đang là một trong các giải pháp để Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai để ngăn chặn tình trạng thông tin thuê bao không chính xác, góp phần tạo ra một môi trường không gian mạng an toàn lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế quá trình quản lý hoạt động đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, nhất là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền của các nhà mạng vẫn còn lỏng lẻo và từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy cho các bên liên quan. Sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua, hàng loạt thuê bao di động tại thành phố Hải Phòng bất ngờ nhận được tin nhắn vay tiền từ số điện thoại 056-480-5806. Trong nội dung tin nhắn, người nhắn đã tự nhận là một lãnh đạo của thành phố, muốn vay một số tiền lớn. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đã vào cuộc và xác minh được số điện thoại trên được đăng ký đứng tên của một người có địa chỉ ở Kiên Giang, nhưng hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Người này khẳng định đã bị người khác sử dụng thông tin của mình để đăng ký thông tin thuê bao nói trên. Cái ảnh này là ảnh của em nhưng không phải là ảnh chân dung, không phải chữ ký của em ạ. Và em đã xác minh rồi là em không có sử dụng hai số thuê bao này. Đại diện doanh nghiệp viễn thông Vietnam Mobile cho biết việc kích hoạt SIM trên đến từ tài khoản một nhân viên làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo cơ quan chức năng, không chỉ số điện thoại lừa đảo này, đã có 1.000 số điện thoại khác cũng được tài khoản này kích hoạt bằng thông tin cá nhân của nạn nhân trong thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Thì đúng là account đó là một account của em, thì từ lúc vô đến giờ em chỉ dùng một cái account đấy. SMHCM03 thôi, là user của em, tên của em. Tại thời điểm đấy thì đúng là em là người được điều để đi. Rất là nhiều điểm bây giờ kêu bảo em không thể nhớ. Từ những câu chuyện trên cho thấy, việc đăng ký thông tin thuê bao vẫn chủ yếu phụ thuộc vào trách nhiệm và sự tự giác của nhân viên, chứ công tác tự kiểm tra của các doanh nghiệp viễn thông vẫn còn thiếu và yếu. Vậy nên, trong giai đoạn này, Bộ Thông tin và Truyền thông đang đẩy mạnh việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào các giải pháp công nghệ để giải quyết vấn nạn này. Chúng ta kiểm tra cái việc mà thực hiện đăng ký thông tin thuê bao, cái thông tin thuê bao của các doanh nghiệp, các cái quy trình, các cái hoạt động mà lưu trữ. Thế thì cùng với đó thì chúng tôi cũng đã đang cho phép các nhà mạng thử nghiệm trong cái việc là đăng ký thông tin thuê bao mới qua cái việc là dùng cái giám sát bằng đăng ký thông qua sinh trắc học. Tính đến thời điểm cuối tháng 3 vừa qua, còn khoảng 30.000 SIM thuê bao di động có thông tin đăng ký không chính xác. Vì thế, với các giải pháp mới được áp dụng, ngành viễn thông kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất việc đăng ký thông tin chính xác, tiến tới thông tin chính chủ cho các thuê bao di động.